Tiếp tục công việc anh chị ơi, lô đất này nằm trên con đường lớn nhất cái dự án này luôn quý chị ha. À, ngay Vincom Gian đâu đó quý chị ha. À, 3,3 tỏi quý chị. Lúc trước là 3,6 tỏi quý chị nha. Nay là cắt thêm 300 là chỉ còn 3,3 tỏi thôi. Và điều đặc biệt là lô đất mình nằm trên một con đường trục chính, đường bê tông. Đường này lộ giới lọt lòng là 23 m quý chị. Tính luôn vỉa hè hai bên mỗi bên 5 m nữa là 23 m. Đường lớn nhất dự án ha. À, đường này đường thông hai đầu luôn anh chị. Ở bên đây này quý chị, người ta kinh doanh cà phê đâu quý chị theo. Đối diện lô đất của mình là kinh doanh cà phê ok luôn nha. Vincom Gian quý chị thấy mấy cái tòa nhà đó không? Đó, Vincom Gian ngay đó, ngã tư 550 ngay đó quý chị ha. 500 mét anh chị nhá. Cái khu này gọi là khu dân cư Vincom ha. Nó nằm ngay Vincom Gian luôn quý chị ha. Một cái vị trí mà trung tâm của thành phố Gian. Ngang 5 dài 15, 75 mét thổ cư hết. Tính từ đây ra qua tới đây quý vị ha. Đó, thổ cư 100% sổ hồng riêng anh chị nha, sang tên bất cứ lúc nào nha. Hỗ trợ ngân hàng thoải mái nha. Ngân hàng bây giờ chỉ có 6,5% một năm thôi. Đó, bên em là chỉ review sổ hồng riêng anh chị nha. Và em Hải là review miễn phí. Đường thì đường thông hai đầu rồi quý chị, quay luôn cái đường thông cho anh chị mình xem này. Đối diện nhà mình kinh doanh cà phê luôn này. Đó quý chị thấy chưa? Đối diện lô đất kinh doanh cà phê luôn nha. Đó, bên đó cũng kinh doanh cà phê đó quý chị thấy chưa? Đó, một vị trí ngay Vincom Gian, một vị trí vàng quý chị ạ. Gần thành phố Thủ Đức chỉ có 5 km thôi. Cái chỗ này này, chỗ ngã tư 550 và chỗ Vincom Gian này nó cũng gần với thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh anh chị nha. Chạy thẳng một cái đường DT 743 này này là xuống chợ đầu mối nông sản thành phố Thủ Đức. Đó, rất đẹp luôn quý chị ha. 3,3 tỏi là hiện tại bây giờ hời nhất trong cái khu này quý chị, tại vì cái đường này là đường trục chính, đường lớn quý chị nhá. Đó, những cái đường nhỏ ở trong đây là người ta đã rao cái mức này rồi, mà đường này là đường lớn anh chị nhá. Anh chị nào mà thấy phù hợp vào việc